Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án vô cùng mới, rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa nha mọi người. Cụ thể thuộc tổ 13 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án này đều đã có sổ đỏ riêng biệt từng căn, giấy phép xây dựng từng căn, đặc biệt giá chào bán thì vô cùng hợp lý. Từ 2 tỷ 050 triệu đồng một căn, diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng nha quý vị. Ngõ trước nhà là 2m2 và cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi, cách với trục đường chính tổ 13 mọi người ạ. Rất là gần với những cái tiện ích xung quanh, chợ dân sinh, trường mầm non cấp 1, cấp 2, tiểu học Yên Nghĩa. Đặc biệt từ vị trí của ngôi nhà đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 500m thôi, vô cùng tiện ích, gần với lại công viên âm nhạc nha mọi người, công viên âm nhạc Đô Nghĩa. Cụ thể Ngọc Ánh sẽ quay căn lô góc này gửi tới quý khách hàng với thiết kế của cái ngôi nhà như sau. Thiết kế là 30m², xây dựng là 4 tầng. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn và bên trong là cửa kính cường lực. Đây, đây nha mọi người. Đó, mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Ngọc Ánh nói thêm tới quý vị một chút, với cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ phải chi trả 800 triệu tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình trong vay trong vòng 25 năm là tối đa và 3 năm là tối thiểu nha mọi người. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Và hiện trạng của ngôi nhà như trên video mọi người có thể nhìn thấy, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, xách vali về ở được ngay lập tức nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà khá là rộng, thiết kế phòng khách và phòng bếp. Thì đây chính là phần phòng khách Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người. Gạch lát nền đã hoàn thiện xong hết rồi, kích thước gạch là 60-60 hàng granite. Phần tầng 1 được chủ đầu tư thiết kế thêm một cái quạt trần thương hiệu Panasonic. Đồng thời quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp em ở đây có một cái vách gỗ CNC để ngăn cách giữa phía cầu thang và phần phòng khách. Đấy, rất là đẹp. Vách gỗ chất liệu là gỗ MDF. Và đây ở dưới đây có một cái tủ để đồ nhỏ nhỏ. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra chợ dân sinh vô cùng gần. Sổ đỏ đầy đủ, trao tay ngay được nha mọi người. Và giá chào bán của căn nhà này là 2 tỷ 250 triệu đồng. Cùng vị trí ở khu vực này thì căn thấp nhất là 2 tỷ 050. Bởi vậy, Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người rồi, chỉ cần có 7 đến 800 triệu tiền mặt là quý khách hàng nhận nhà về ở ngay. Tại vì sao ở trên mọi người nhìn thấy luôn ở trên màn hình là từ 700 cho đến 800 triệu, không phải là cái nhà này giá như thế, mà là với cái tầm tài chính như thế quý khách hàng có thể nhận nhà về ở. Phần còn lại ngân hàng hỗ trợ mình nha. Ngọc Ánh xin nhắc lại với lại quý khách hàng đang xem kênh của em để có thể biết và nắm rõ ràng cái quy trình mua nhà như thế. Tiếp theo mời quý khách hàng vào phía phòng bếp. Đây ạ, nhỏ xinh, diện tích 30m, phòng bếp đây. Đầy đủ về hệ thống nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Lắp đặt đầy đủ công tơ điện nước riêng của từng căn rồi nha quý vị. Giấy phép xây dựng từng căn luôn. Chất liệu tủ bếp này là gỗ MDF, chống cong vênh mối mọt. Và cái màu sắc màu trắng và màu nâu làm cho cái tông màu bếp rất là sáng, trẻ trung, tinh tế nha mọi người. Đó, tủ bếp rất là hợp lý, mặt bếp ốp đá đen granite và xung quanh bếp là ốp kính minh long, kính cường lực. Tầng 1 của ngôi nhà gồm còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim Nam Phi, mặt bậc cổ bậc là ốp đá xanh. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 và tầng 3, tầng 4 tham quan tiếp theo ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Với cái căn phòng ngủ này thì vô cùng hợp lý, bởi vì sao? Căn này là lô góc cho nên cửa sổ mở ra hai bên rất là thoáng. Đây ạ. Đó, và cửa sổ thì được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là inox 304, vô cùng chắc chắn, an toàn, đảm bảo an ninh cho ngôi nhà. Mỗi phòng ngủ đều được chủ đầu tư thiết kế tỉ mỉ, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa của từng phòng ngủ. Trên phòng ngủ đây mà có thể nhìn thấy này, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cũng như là trần phào, giấy dán tường,
đều được chủ đầu tư thiết kế rất là chỉnh chu. Phía chân Ngọc Ánh ở đây là sàn gỗ công nghiệp. Đây có cửa sổ này nữa mọi người nha. Tiếp theo là căn phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master, bên trong phía phòng ngủ mọi người ơi vô cùng rộng đó. Và cái căn phòng vệ sinh này thì chủ đầu tư ốp đá lên trên tới tận trần, đồng thời để một bộ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo rất là đẹp. Nhìn vào cái không gian nhà vệ sinh rất là thoáng, rất là sang nha mọi người. Đó, quạt gió hút mùi, cửa sổ phía ra bên ngoài. Ở đây mà quý khách hàng có thích lắp thêm một cái vách kính tắm nữa thì quá là ok, rất là đẹp. Và tiếp theo, mời quý khách hàng lên trên phía tầng 3, tham quan nốt cái tầng 3 cùng em Ánh nhá. Đây chính là phần tầng 3 của ngôi nhà, nó có khác một chút so với tầng 2 nha mọi người. Tầng 2 thì nhà vệ sinh để phía bên trong và tầng 3 thì nhà vệ sinh để phía bên ngoài. Tuy nhiên vẫn đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Thay thế vào hệ thống sen cây tắm nóng lạnh thì ở đây chủ đầu tư sử dụng hệ thống sen cây thường nha mọi người. Còn đâu tất cả mọi cái chi tiết thì đều giống như ở tầng 2. Bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá rất là sang nha mọi người. Đó đó, rất là đẹp luôn. Và phòng vệ sinh này thì rất là thoáng. Đồng thời tiếp theo căn phòng ngủ tầng 3 thì không lát sàn gỗ nữa, thay thế vào đó là lát gạch kích thước 60-60 granite nha mọi người. Cũng như là trần thạch cao ở trên tầng 3 là không lắp đặt nữa mà sau thay vào đó là trần thường, nhìn cũng rất là thoáng nha mọi người nha. Đó. Thiết kế cửa thông phòng ngôi nhà là cửa nhôm hệ Việt Pháp ạ. Như vậy, lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ rộng rồi. Và phần cuối cùng đó là tầng 4. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Mọi người ơi, đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một ô giếng trời để lấy thoáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang nha mọi người. Ở đây thì chủ đầu tư cố tình sắp xếp bởi vì cái diện tích chỉ có 30 m² thôi, cho nên là chủ đầu tư cố tình để ở đây một ô nhỏ để làm phòng thờ. Đấy, đáp ứng được một cái công năng cho hộ gia đình sử dụng. Đồng thời tầng 4 còn có một phòng ngủ nữa nha mọi người. Đây ạ, có thể phòng ngủ cũng được, phòng để đồ cũng được. Cái này là tùy công năng mục đích sử dụng của từng hộ gia đình. Còn ở đây Ngọc Ánh chỉ review theo cá nhân thôi. Đó, cửa sổ rất là thoáng hai bên. Và phía ngoài cùng ở đây là còn sân phơi rất là rộng nha quý vị. Đó, sân phơi vô cùng thoáng. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 500m, cách với trục đường chính của tổ 13 phường Yên Nghĩa nó chỉ 50m thôi. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này và về vị trí những căn nhà khác, khu vực khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh có động lực để làm nhiều video bất động sản hơn nữa cho mọi người. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản của nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.